cái vui là mới đầu á đi chơi mà chú với cháu xin cháu luôn con với con cho chú với con mày khổ quá chị. Đúng rồi, ổng kinh nghiệm đầy mình mà dễ gì quá. Em nhớ là ở khu du lịch mình với ngay cái đang ngồi nó cà phê cho nó lịch sự chút. Cái cương tập y chang vậy đó mà mỗi bên 2 kg. À chứ bằng em á, em mỗi bên 2,5 kg luôn á. Cái này 1 kg á tụi. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng 1, 2, 3, 4. Hít thở 2 tay vô lưng trời, tay bên ngang bờ vai, tay vô dưới cực, buông cả 2 tay. Qua đây tập bụng rồi đúng vậy, không có thời gian. Đi quay nhiều quá, bụng bự như cọng. Cô dài em tập thể dục buổi sáng. Cô tới rồi em. Cô thở tới rồi. Trời nhà cô, em sợ cô quá, cô đừng đánh đầu em lên cô. Cái gì? Đâu, tôi kêu đi thám thính rồi nhà có nhân vật ở đâu ở đây tập thể dục. Trời ơi, biết sao không, mấy nay đi quay nhiều quá không có thời gian tập thể dục, cái bụng hơi bự bự rồi, mất mất rồi, bây giờ tranh thủ tập. Gió quá à, kiếm nhà đi đâu rồi nhà ở đâu? Đây, lên. Mở định vị ra có. Có báo định vị nè. Nhân vật nào, ai, đặc biệt không? Hôm nay một nhân vật rất dễ thương, có một cái tên cũng rất là đặc biệt. Tên gì? Chồng tên ca sĩ Chí Thiện. Trời đất ơi, nay Chí Thiện tham gia chương trình mình luôn hả? Không, ca sĩ Chí Thiện này là ca sĩ Chí Thiện nghiệp dư, không phải là chuyên nghiệp của mình, cũng là ca sĩ luôn. Ca sĩ luôn? Không, ca sĩ hát ở nhà thôi, hát cho vợ con nghe thôi. Tào lao cho chị tôi nha. Nhà đâu? Đó, trên thỉnh á. Ở chưa? Đây, xin mời nữ nghệ sĩ Cát Tường vào căn nhà bé bỏng, số luôn. Đẹp nha. Ừ, đừng có bấm lộn. 808 là lộc phát lộc. Thôi, vô đi. Chuông đây nè. Ôi, xin chào chị Thiện. Chào hai vợ chồng. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, chào em. Vợ chồng giới thiệu cho anh Tiết Cương với Cát Tường sơ sơ về căn hộ bé nhỏ của mình đi. Dạ. Yeah. Giới thiệu căn nhà yêu thương, ngôi nhà hạnh phúc bé nhỏ. Hai vợ chồng dễ thương. Đây là cái bếp. Đây bếp. Núi thì rất là thích nấu ăn. Thường xuyên cổ tài cũng làm vlog này kia về nấu ăn này kia. Ủa rồi nhà có baby không mà sao quá trời búp bê gì vậy? Em giới thiệu đây là daddy. Đây là daddy. Nhưng mà ai đánh đàn? Ai đánh đàn? Chồng em ạ. Trời ơi, rất là yêu thể thao, âm nhạc. Bách báo rồi ha, sức khỏe đồ nữa ha. Đúng rồi, cả những cái về sức khỏe, về những cái phát triển kinh doanh. Có góc cà phê hả? Hai chồng có góc cà phê hay nhậu? Đúng rồi, cái đó là để mình relax chứ mình có ý tưởng cho công việc của mình á. Đây hai vợ chồng là dân thiết kế sự kiện. Hàng chi cũng là dân ạt đó nha Tường. Hàng chi thấy có chồng lan kìa. Ta nói nhà thì nhỏ thôi nhưng mà gọi là bố cục chặt chẽ, đâu đó đồ rất là sinh động. Sẵn thì thôi mời vào phòng làm việc luôn hả? Ok. Khám phá luôn, không ngại thì tôi cứ vô tới nơi luôn. Không ngủ tôi cũng vô, đừng có làm gì. Wow, cái nghiệp nè. Phòng rồi, mình kêu là phòng công nghệ đi. Nè, những thiết bị này kia đó, máy chưa có mở. Thôi rồi, coi là một cái file đó. Này chia sẻ những livestream về sách này kia. Anh không sống quên em trời ơi. Anh không sống quên mặt trời. Mặt trời của ta tình đây. Yêu cao nguyên. Này là cái góc mình có thể thu âm và quay video những cái bài hát. Anh cứ thử đứng ở góc này nè, để đèn nó phô lô vô ngay cái mắt nè. Thì giống là lúc đó cái đèn kia nó xuống rồi là chỉ tập trung vô đèn. Cái đèn này đeo cái này vô nữa. Quá chuyên nghiệp luôn. Giờ bắt đầu tìm hiểu hai vợ chồng xíu nha. Chị Tường thì là mai mối quen rồi cho nên trước tiên phải hỏi về tình duyên trước. Đó là hai vợ chồng mình là lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau là gần 6 năm rồi chị. Ủa 6 năm mà có cháu nào chưa? Dạ chưa chị. Ồ, là mình có muốn có em bé không? Cũng muốn lắm mà.
chị đó mong mỏi á. Có nghĩa là mong mỏi mà tại chưa có. Cho anh hỏi là hai vợ chồng là gặp nhau yêu nhau bao nhiêu lâu thì mình mới là làm đám cưới? Dạ tụi em thì yêu nhau là 8 năm. Tức là cái câu chuyện nó như thế này. Bắt đầu hồi hộp rồi đó. Bắt đầu hấp dẫn rồi. Tức là núi á là cùng quê. Tức là nhà ngoại núi á là sau lưng nhà ngoại của Thiệt. Biết nhau từ nhỏ. À, còn nhà mẹ thì cũng ở gần chợ Tây Ninh đó. Thì cũng hồi nhỏ kêu là chú. Là dạ cháu. Chú hả? Là đây nhiêu tuổi, đây nhiêu tuổi? Núi là nhỏ hơn dạ, em 85, ảnh là 74. Ồ, là hơn 11 tuổi dạ, kia bằng chú đúng, đúng rồi. Chà, chú trẻ ghê ha. Vậy chú nhỏ hơn Sủng Ca có 1 tuổi à. Mà coi người ta thì trẻ rồi Sủng Ca rồi, nhăn quá nhăn luôn. Bắt đầu chú thì trước kia là làm nhiều nghề lắm. Tức là trước kia là làm tóc thì học 12 xong không có điều kiện học đại học. Sau 9 năm mới bắt đầu mới học lại, mới mày mò kinh sử mới học lại. Đầu đại học thì học đại học. Xong rồi lúc đó đang học đại học cái mỹ thuật thì biết là núi cũng học cái ngành đó. Thì mẹ của Thiện á tới nhà ngoại của núi á, thấy núi chưng Noel Tết thì kia đẹp quá. Về nói ồ con núi nó giỏi này, nó cũng được gái mà nó có khiếu ha. Có khiếu, nó học những cái ngành giống mày á. Bắt đầu lúc đó mình cũng hơi muốn có vợ rồi. Bắt đầu mới tấn công. Đập vào tầm ngắm. Sao nó quen 8 năm mà làm gì quen gì tới 8 năm sao muốn lấy vợ rồi mà sao không cưới liền? Tại vì nói chung là em thì em cũng yêu thích công việc cho nên là em cũng chưa muốn lập gia đình liền á chị. Mà vậy là ông phải mối tình đầu không hay là trước đó cũng có dăm ba rồi? Em thì là mối tình đầu, còn ảnh là mối tình n lần. Lúc quen nhau á túi không dám cho nhà biết. Sao vậy? Tại Thiện á thì Thiện là hơi hiền quá. Thiện là hơi hiền quá đúng không em? Trời. Thì có tiếng nhất xuống á. À hiền nó ngược á. Đúng rồi. Tức là các cô gái nhà con cô gái là có con nhà lành là phải thấy nghe tới tên Thiện là né xa nên núi không có dám cho ba nhà biết là quen anh Thiện. Nhưng mà về rồi cuối lúc đó làm sao mà dám giới thiệu về nhà rồi gia đình em phản ứng như thế nào? Thì tấn công từ từ. À mẹ biết rồi mấy đứa em biết đó, rồi lấn lên từ từ. Sau đó 4 năm núi mới cho ba biết. Nhưng mà lúc ra mắt ba thì ba cũng vui vẻ thôi. Mà rồi sao mà tới tôi cho giờ 4 năm là cưới được rồi? Rồi sao cũng tới phải tới 8 năm? Là do ông không cầu hôn hay là do bên đây là từ chối hay là sao? Thực ra thì Thiện với núi có một cái cầu hôn trước. Tức là trước đó Thiện làm ở BHD, Thiện làm những cái sân khấu như Việt Nam Idol này kia, những cái sân khấu cũng game show này kia, đánh thức giai điệu này kia đó là Thiện thiết kế. Thì cũng giám sát thi công. Thì nó bị cuốn theo cái công việc thứ nhất. Thứ hai nữa là có một cái lễ cầu hôn là Thiện thiết kế sân khấu luôn, thì cũng báo chí đưa rồi cũng phát trên kênh MTV châu Á gì đó. Ghê ha, cầu hôn đó. Thì cầu hôn năm đó, nhưng mà tới 2 năm sau mới đám cưới. Là tại vì công việc thiết kế sự kiện á, anh Trương với chị Tường cũng biết rồi, Cuốn mình đi, nó áp lực ghê. Cái đó cũng là nguyên nhân một phần để mình chưa có con được á. 8 năm quen nhau thì cái tính trăng hoa của ổng có xuất hiện không? Nghĩa là 8 năm đó là êm xuôi đến lúc cưới hay là cũng chia tay, cũng giận hờn gãy đổ rồi sáp vô lại? Nói chung là 8 năm đó là cũng nhiều cung bậc cảm xúc lắm. Là ghen tuông cũng có nè, rồi vui thì cũng có, nhưng mà chắc là ghen tuông nhiều. Có cô nào kiếm em không? Thôi, em kể một câu, anh Nhân kể không? Kể đi chứ chị, cũng mà em rồi mà. Kể ở đây nghe thôi. Em nhớ là một đêm đó là em đang ngủ, em nhận được một cái tin nhắn á là em là mùa cũ của anh Thiện. Trời, em chới với luôn. Tại do nói chung là anh Thiện là mối tình đầu của em, cho nên là cái cảm xúc của mình nó khá là bị sốc nhiễu xíu. Hồi nhỏ, hồi lúc đó là em thấy Thiện, em nghĩ là sau này á em sẽ không lấy một người chồng với anh Thiện đâu, đào hoa quá. Em nói một cái câu đó luôn, giống như người ta nói là ghét mũi nào chơi cháo mũi đó. Em cũng không ngờ là sau này em gọi lấy đó, là do là nói chung là anh Thiện lúc xưa là cũng rất là năng nổ rồi, rất là hoạt bát, cho nên là cũng hoạt động nghệ thuật đỡ tên nên rất là nhiều, cho nên là cũng có nhiều fan nữ
nên lúc đó là em rất là sốc. Nhưng mà cái tính em là không có giận ai được lâu. Đối với anh Thiện em giận một tuần. Sau một tuần á là em giống như là ảnh nhắn tin rồi các thứ rồi này kia lại, cái mình lại xìu lầm. Thực ra thì trước kia là giống như mình còn trẻ, chưa có xác định được. Nhưng mà ví dụ như mình thấy cô này núi phù hợp để có thể làm người vợ mình. Còn các người kia mình không có cảm giác được là mình sẽ đó là người vợ của mình được. Lúc mình xác định rồi thì mình cái đầu ria mình dọn bớt ha. Đúng rồi. Như vậy là qua câu chuyện của Chí Thiện thì Tiết Cương nghĩ là chắc Tiết Cương cũng phải học tập Chí Thiện, tập trung xác định chứ để râu ria quá. Mối tình đầu của em phải không? Dạ. Nụ hôn đầu sao nhớ không? tự nguyện hay là bị cưỡng hôn hay là như thế nào? Bị cưỡng á chị. Đúng rồi, ổng kinh nghiệm đầy mình mà. Dễ gì thoát. Em nhớ là ở khu du lịch Bình Quế ngay cái chỗ đang ngồi cho cà phê cho nó lịch sự chút. Mà giỏng hay là ghế? Ghế. Em đâu có dám đi mấy chỗ là mày có giỏng đâu. Em cũng sợ lắm á. Là ổng nhào vô ổng đè ra luôn. Chị Tường với anh Cường em biết Chí Phèo thở không? Thì này Chí Thiện, này Thị Núi. Đó. Cũng một đêm tối trời. Nhưng mà chưa gì hết. Đó chỉ là nhưng mà em sợ nhưng mà vẫn tò mò. Nhưng mà trong lòng lúc nào cũng có cái suy nghĩ là đề cao cảnh giác. Dạ đúng rồi, đề cao, lúc nào đề cao. Hả, cái chỗ nào mà vắng quá là không có đi. Mà cái vui là mới đầu á đi chơi chú với cháu. Xưng cháu luôn á. Con với con. Chú với con. Đó, sau đó mới đổi sửa từ từ. Sao đổi được qua hai, từ chú với con qua anh. Từ từ. Giống như là mưa dần thấm đất. Sống với nhau, thật ra biết nhau như vậy tới giờ phút này luôn là cũng mười mấy năm rồi, 14 năm rồi đúng không? Cái điều gì mà ở vợ mình mà hiện tại, thí dụ mà Thiện mong muốn vợ mình thay đổi đó, thì sao mong muốn vợ mình thay đổi gì? Có cái gì mà ở cổ mà mình cảm thấy chưa có vừa lòng không? Có, nhưng mà dần dần thì mình cũng thấy sự thay đổi. Chẳng hạn như trước kia thì Núi ít nói lắm. Nhiều khi hai vợ chồng ở từ Sài Gòn về quê chơi mà mình chạy xe, mình cứ chủ động mình gợi chuyện, mình nói này kia. Nhiều khi đường xa mà nó cũng phải gì vui vui, hoặc là đi đám tiệc đi đâu này kia, im ru vậy đó. Thì bán ngào im ru. Nhiều khi mình buộc mình phải nói nhiều. Còn Núi thì sao? Núi có điều gì không hài lòng với chồng mình không? Ảnh là do cái tính mà ảnh hơi kỹ quá. Nhưng mà giống như là ảnh cũng muốn là tốt cho mình, là cũng như tốt cho sức khỏe của mình thôi. Cho nên là nhiều khi những cái mà chi chít nhỏ, cái kỹ á, nhiều khi ví dụ cụ thể như là gì? Ví dụ như là uống nước nè. Em thì em thích uống ông hút á, thì nó dễ uống hơn uống kia. Nhiều khi nó chảy á, thì em lỡ em uống hút á thì cũng hay bị la là ông hút không có tốt cho sức khỏe. À là ý là ông hút là cầm luôn cái ly uống. Tức là cái ông hút á là dùng làm từ nhựa á, hoặc là ở trong đó nhiều khi nó nhưng mà ý là muốn bưng cái ly lên uống vậy thôi, gì không muốn cho uống hút gì. Nhưng mà cũng nữ ra nhiều khi người ta hơi xó. Đúng rồi. Ông này cũng... Ê, như vậy là ông có gia trưởng không em? Ảnh thì không có gia trưởng, nhưng mà giống như là ảnh kỹ quá. Ví dụ gì nữa đâu, một hai cái ví dụ tôi coi cái độ chướng của ông này coi. Ông nữ đó, chướng. Ví dụ như là cái bàn mà lỡ có một cái hạt bụi gì đi, tức là ví dụ như là cái túi của em đi bên ngoài về mà lỡ nó có dính bụi chút xíu đi, em cũng hơi vô tư, em để lên để dính bụi bị la. Vậy là coi như trong nhà quét nhà với lau nhà là ai làm? Quét nhà với lau nhà thì anh Thiện làm. Kỹ chưa, con Ly này học kỹ lắm. Chắc chắn dưới cặp mắt của ông chồng khó tính như vậy mà lớn tuổi như vậy, chắc chắn là cũng phải có nhiều điều chưa có hài lòng về vợ mình. Chẳng hạn như Thiện thì thích chơi thể thao, nhưng mà Núi thì hay thức về trễ. Nhiều khi tối đó ngày mai tụi mình đi chơi môn này nha, mai để đồ đạc vợt này kia sẵn này kia, sáng kêu không dậy, báo thức dậy dậy luôn, nhưng mà tới báo gọi dậy thì không dậy đó, sáng ngủ nước. Nhưng mà thiệt khác ở dạng như tối đó mà có thức khuya thiết kế hay là cho công việc kinh doanh gì đó, sáng là cũng phải dẫn phải dậy. Mấy giờ? Có khi 5 giờ mấy. Khi 5 giờ mấy tập yoga. Có khi bây giờ tôi phát hiện ra. Có khi 6 giờ. Cái này người ta còn trẻ. Còn mình mà dậy sớm đó, cái dậy mà tầm 5 giờ, 5 rưỡi đó là cái dấu hiệu của những người già. Tại vì ông với ông Tích Cương là già rồi. Hiểu không? Còn người ta tuổi trẻ, người ta còn tuổi ăn, tuổi ngủ là để cho người ta ngủ. Không, nhưng mà chị Tường có binh. Tức là mình muốn cho Núi là chơi thể thao để
dáng càng ngày càng đẹp đúng hơn. Rồi với lại nè cái sảnh nó như vậy rồi ý của bạn Thiện là muốn cả hai vợ chồng cùng nhau với nó vừa hạnh phúc hơn nó vừa hạnh phúc có sự chia sẻ nhưng mà sớm quá người ta đang ngủ mà sao ta dậy nổi có thể trễ hơn ví dụ như 7 giờ hay gì đó cũng được qua này tới 9 giờ là hơi quá 8 giờ tức là bữa nào không đi làm nha còn bữa nào đi làm thì dậy sớm hơn. Không thật ra 7 giờ dậy cũng được 7 giờ dậy xuống tập thể dục một chút nửa tiếng lên ăn sáng uống cà phê gì đó tiếng cũng được. Ông Tiết Cương nãy tôi đi một vòng tôi thấy có nhiều mấy cái cục đồ thể thao rồi dữ lắm ông đi lấy ra test sức khỏe coi. Thấy có tạ nè, có bóng tennis, có đây tennis cũng đó nha. Ông Tiết Cương ông cũng ốm yếu quá không biết ông Tiết Cương với ông này ai khỏe hơn ai ta. Tôi yếu lắm. Em dậy sớm tập thể dục buổi sáng 1, 2, 3, 4 cái thở sao mà không rớt vô cái chân tôi một cái sao đưa cho chú rể ra thử coi chú coi test coi sao mà hiện giờ không? Thì cái không gian này thì nhà Thiện nó hơi chặt ra lúc trước ở bên kia thì nó có từng cái phòng riêng luôn để tập. Bây giờ ở đây rồi tập ở đâu hai cục này là mỗi sáng tập thì đâu tập ở góc ở trong thôi. Ủa trời nặng dữ vậy ở nhà Tiết Cương có hai cục mỗi cục 2 kg cục này mấy ký này chắc 10 Tiết Cương tập y chang vậy đó mà mỗi bên 2 kg 2 kg bằng em á em mỗi bên 2,5 kg luôn á cái này 10 kg á tự bình thường có tập không hay là chỉ sắm để đó cho vui tập thôi chứ đúng rồi tại ở dưới nó có nhiều cái tiện ích khác mình chơi thêm nữa cổ còn gì nữa không có tập gì nữa không có tập gì xấu nữa không nhiều khi trang điểm á nhiều khi mình đi dự tiệc này kia nhiều khi hoặc là một sự kiện gì đó trang điểm hơi lâu phải chờ nhiều khi dậy trễ chút rồi lại trang điểm lâu chút là đến có thể là nó không có để nhiều lắm nhưng mà Thiện vẫn muốn là mình bên đến sớm chút còn chụp hình mình còn giao lưu này kia gì đó có mấy lần chứ không phải là lần nào cũng trễ vậy mà thường thường em trang điểm mất bao lâu khoảng 45 phút vậy cũng đâu có lâu nửa tiếng 45 phút thì chấp nhận được nhưng mà tôi chưa có người yêu tôi không rảnh nhưng mà tôi thấy vậy là tôi thấy theo Tiết Cương thấy là lâu thì cho 10 phút 15 phút 10 phút 15 phút dụ hàng ngày ví dụ như em đi làm đi trang điểm giày để đi quay cũng phải mất 30 phút mà 30 phút mà em là dân chuyên nghiệp ngày nào em cũng làm còn người ta lợi dụng lâu lâu người ta làm một lần thì phải mất 45 phút là nhanh rồi có nhiều cô làm cả tiếng 2 tiếng đồng hồ chưa xong nữa trời ơi chắc chết thiệt mà rồi nãy giờ thì Tiết Cương với Cát Tường cũng đã quấy rầy hai vợ chồng rất là nhiều khám phá coi như là từ trong ra ngoài ha nhưng mà đôi lúc chị em phụ nữ nãy giờ Tường chưa có nói được gì nhiều với Núi hết trơn á có thể là ngồi có anh ở đây là Núi không có chịu nói không ấy bây giờ anh với Tiết Cương đi chơi đi để em kiếm chỗ em tâm sự với Núi riêng được không hồi nãy trò chuyện thì anh thấy em cũng chia sẻ là em cũng hơi lo và trăn trở cái chuyện mà bây giờ cũng lớn tuổi rồi mà chưa có sinh được em bé thì cho anh hỏi là giống như là lúc mới lấy nhau á là hai vợ chồng cũng đang lo công việc nhiều nhưng mà lúc đó là cưới xong liền em có xác định là sinh em bé liền không hay là hai vợ chồng là định để từ từ thực ra lúc đó thì mình cảm giác lúc đó là hơi còn trẻ quá mình cũng chưa lo lắng lắm á nhưng mà vài năm sau nhiều khi mình về quê này kia rồi bạn bè hoặc là mình cũng ngó lại xung quanh bạn bè sau mình nhìn lại nó nhiều con rồi nó cũng già hơn mình này kia mà nhiều khi nhìn nó lại mình do một phần mình làm cái công việc của mình nó cũng sáng tạo này kia rồi cái mình trẻ nhưng mà gia đình này kia những cái cuộc họp cuối năm đã tết lễ tết rồi thì mọi người cũng hối thúc mà sẽ chưa có bé thì cái đó mình làm mình cũng trăn trở rất là nhiều mình phải tìm một cái công việc gì đó cái cách gì đó để mình dành cho gia đình nhiều hơn tại vì mình cuối cùng mình có nhiều tiền hay là mình có công việc thành công gì đó quay lại cũng vẫn là gia đình là quan trọng nhất Nãy ảnh nói là chỉ có ảnh mới bị áp lực thôi còn em thì cũng chưa muốn là sao em có muốn không em thì cũng muốn nhưng mà giống như là do là em thấy là giống như là mình cái thời gian của công việc á mình bị cuốn nhiều quá rồi mình nghĩ là giống như nếu mình sinh một em bé ra thì mình sẽ không có thời gian dành cho bé cho nên nó cũng hơi bị đấu tranh chút xíu về cái tư tưởng đó chứ còn thì trong cái thâm tâm vẫn thích một năm trước thì em cũng có cũng đã từng khó rồi nhưng mà do là mình không để ý không để ý cho nên rồi cái lúc mà cái giai đoạn mà việc rất là nhiều luôn là em thức khuya rất là nhiều em thức đến đó nó 2 giờ sáng đúng cho nên là nhiều khi có cũng không biết rồi trời bị sảy á
Tiếc quá ha. Lúc đó cảm xúc ảnh như thế nào khi mà anh biết có được làm chị, tại vì chị nghĩ ảnh rất là nôn nóng cái chuyện đó. Mà khi anh biết vậy thì cái thái độ của ảnh như thế nào? Anh có la gì em, anh có cằn nhằn gì em không, hay là anh có buồn lắm không? Anh không có cằn nhằn chị, giống như hơi bị biết một chút xíu. Kể từ đó là giống như vợ chồng em cân bằng lại, là cũng như công việc á, cân bằng lại là mình giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, tức là trong người thấy khác, bắt đầu mới đi từ vũ khám. Thì bác sĩ nói là giống như là bị stress công việc, bị stress công việc nhiều quá, bác sĩ khuyên là phải giảm bớt áp lực công việc lại. Vậy là sau chuyện đó thì sau chuyện đó là hai vợ chồng có những kế hoạch này kia rồi, công việc này kia thay đổi rất là nhiều, và mình cũng cảm giác có mình có lỗi, mình không có giữ được cái con đó đó, thì mình phải có sự thay đổi. Như vậy đó là chính là một gọi như là một bước ngoặt, cũng là một bước ngoặt trong cuộc sống để thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách sống của mình. Nhưng mà thật ra từ nãy giờ chị lại nghe ảnh là khó tính, mà ảnh lo cho sức khỏe của em, ảnh lo cho em cái này cái kia cái nọ. Nhưng mà thật ra thì em trẻ hơn chồng cái một con giáp, thì em có bao giờ lo lắng lại ngược lại cho sức khỏe của ảnh không? Mấy lần mà ảnh thức khuya á chị, thì hay bị là nhức đầu á, ở chóng mặt á, thì em cũng có lo. Mỗi lần nghe như vậy thì buổi sau em hay nấu để tẩm bổ lại. em thì cũng thích nấu ăn, cho nên là hay nấu để tẩm bổ lại cho ảnh là ăn uống. Thì ảnh cũng kỹ, với ra ngoài ảnh ăn là ảnh cũng hay bị đau bụng. Hai sống chung hai chồng thấy có cái khoảng cách gì về tuổi tác không? Dạ không, nói chung là nhiều khi em thấy anh còn trẻ. Thấy ông năng động ha. Dạ. Tính ông năng động là thấy ông nhanh gọn, nhanh dạ. nhẹn, thấy ông trẻ. Tính ảnh là lúc nào cũng hoạt bát như vậy đó. Thấy cô ấy sống rất là nội chịu, tâm, chịu khó, dạ. chịu rất khó, là chịu khó, rất là cầu toàn, chịu thương, chịu khó. Dạ. Thì hôm nay sẵn hai anh em đây, mình nghĩ có một cái món quà bất ngờ để dành tặng cho cô ấy. Dạ. Thì như nãy anh thấy khắp nhà thì anh thấy em rất là nghệ sĩ và cũng có cây đàn á. Yeah. Mới thôi em hát một bài tặng cho cổ đi. Yeah. Giống như cái lứa tuổi của mình bây giờ là không có quen những tặng những món quà vật chất như kiểu tuổi trẻ, mà mình sống theo cái kiểu ngày xưa, kiểu mà những cái món quà về tinh thần. Tới rồi. Ôi đàn ông mà tâm sự gì lâu dữ vậy trời. Chẳng những tâm sự xong mà có một món quà bất ngờ đặc biệt dành cho Cát Tường và dành cho Thành thì núi. Ghê. Đây là món này là vợ rất là thích. Món này vợ rất thích, sao đưa cái đàn qua cho Tiết Cương làm sao? Nghĩa là Tiết Cương sẽ làm chú bé liên lạc. Chỉ là tôi sẽ đem đàn để cho bạn Thiện hát tặng cho Thành thì núi. Hai vợ chồng hồi xưa quen nhau cũng là những cái ngày cận Tết, cũng không khí se lạnh, và cái không khí lễ hội lễ Tết thì nó rất nhiều kỷ niệm của hai đứa. Vợ cũng có cái niềm đam mê thích ca hát, thì sau đây trong không khí se lạnh sẽ tặng đến mọi người, tặng đến vợ quay hát Chờ Đông. Wow. Mới có phải ngoài trời đang mưa, em mới có phải trời đã sang đông, mùa đông ai ơn anh đang chờ, mùa đông ai ơn anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt ngọc lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét son kia phai mờ, dù cho tóc xanh kia phai màu, và dù năm tháng phôi phai, ta quen biết nhau. Ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đang cưới đôi mình. Wow. Quá hay luôn Tường ơi. Wow. Và chị Tường cái chiếc nhẫn này
là chiếc nhẫn kỷ niệm của cái buổi cầu hôn mà nãy nói, một cái chương trình rất là hoành tráng đó. Thì đó là những cơ duyên. Hôm nay cũng là chị Tường với anh Cương đến đây cũng là một cái cơ duyên cho gia đình với Thiện Thành Núi. Rất biết ơn. Sao vợ rồi sau khi nghe món quà của chồng là phát biểu có xúc động không? Xúc động quá không lên tiếng được luôn. Cũng nhờ chương trình mình, biết ơn chương trình mình đó là đã, giống như là gieo duyên để như em có cơ hội để em tặng món quà. Món quà cho chồng. Thế Cương hồi hộp chờ đợi món quà gì đây? Đây lá thư em viết mấy ngày trước. Thì cái này cái túi rút á, là em cũng có một cái thông điệp ý nghĩa là bỏ trái tim vô đây. Rút lại. Rồi em xin phép được mở thư và đọc. Gửi chồng yêu. Biết ơn anh đã đến trong cuộc đời của em, làm tăng thêm những cái màu sắc cho cái cuộc sống của em. Thì trước đây là em rất là ít nói và ít giao thiệp với bên ngoài. Cũng nhờ anh mà em được tiếp xúc nhiều hơn và cái cuộc sống của em có nhiều cái màu sắc hơn. Anh cũng là một cái mảnh ghép để làm cho cuộc sống của em thêm đủ đầy hơn. Biết ơn anh đã cùng em vượt qua những cái ngày mà mưa giông bão tố trước đây. Em cũng hy vọng là tương lai và sau này chúng ta sẽ đạt được nhiều cái mục tiêu nó cao hơn và mang nhiều cái giá trị đến với cộng đồng hơn và cũng cho gia đình mình được hạnh phúc ấm em. Rồi thôi tặng chồng đi, chồng khóc kìa, chồng sắp khóc đó. Dễ thương quá. Cảm ơn vợ. Nhớ cái thông điệp gì chưa? Cảm bỏ ơn, vô rút lại. Cảm ơn chương trình rất là ý nghĩa. Có những điều bình thường trong cuộc sống vợ chồng có thể là hai vợ chồng không có thể nói được, nhưng mà thông qua chương trình thì có thể hiểu hơn, chia sẻ ra được nỗi lòng của mình. Rồi cũng lan tỏa đến nhiều người những cái điều tích cực hơn, hạnh phúc hơn. Quan trọng là sắp tới tôi xin chúc cho gia đình mình sẽ có thêm tiếng cười của kẻ thơ nữa. Thì coi như gia đình mình đúng là một gia đình là coi như là tuyệt vời, hoàn hảo luôn. Rồi và trong năm tới là năm Nhâm Dần, thì anh xin chúc là hai vợ chồng sẽ có một con cọp con. Tại vì ông chồng cũng là tuổi Dần. Thì năm nay mà đậu con nữa là hoàn mỹ điểm 10 luôn á. Chúc hai vợ chồng sớm có tin vui và đầu năm Thiện sẽ nhắn tin báo tin vui cho Tiến Cường. Vui rồi. Có kết hạnh phúc với nhau rồi. Vậy nhá, chúc cho hai vợ chồng thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Rồi cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình Thám Tử Hôn Nhân ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng chương trình đã hết rồi. Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.